Xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị, và một lần nữa chúng tôi xin kính mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ với nhà văn Trà Lũ để chúng ta cùng nghe ông chia sẻ những chuyện cười. Xin chào nhà văn Trà Lũ. Xin chào cô Thanh Hương, xin kính chào quý vị. Thưa nhà văn Trà Lũ, thì chúng ta là người Việt đang định cư tại Canada, thì chúng ta cũng thường nghe nhà văn nhắc tới là người da đỏ và người Việt hình như là anh em trong một đại gia đình, phải không thưa nhà văn? Dạ, yeah, thưa cô đọc cái ý tôi đó. Thưa cô, tôi vẫn nghĩ như vậy đó cô. Cái mà hiển nhiên thứ nhất là họ là da vàng. Sống ở Bắc Mỹ mà da vàng thì hiểu là họ phải có gốc từ Á Châu. Và tại vì họ theo như nhân chủng học với địa chủng học thì họ có đến Canada này hình như mấy chục ngàn năm. Dạ, khoảng 25.000 năm trước. Đó, họ just đoán vậy thôi. Vâng. Và tôi nhìn bởi vì họ có nhiều cái nét giống Việt Nam lắm cô. Nhưng thứ nhất nhé, da vàng này. Thứ hai là mắt họ to, chứ không có mắt xếp và mắt bé như người Nhật, người Đại Hàn hay người Tàu. Phải không? Rồi về tôi thấy là họ có những cái nghi lễ, họ đội mũ lông chim và mũ hát. Mũ lông chim thì tổ tiên Việt Nam mình đội mũ lông chim. Cô nhớ ở đâu nhỉ? Mũ lông chim ở cái trên mặt trống đồng đó, ghi rõ người Việt Nam nhảy múa. Và người Việt Nam nhảy múa đội mũ lông chim, rõ ràng chưa? Và thưa thì chắc cô đọc và tôi, thưa quý vị, tôi vẫn nghĩ rằng người da đỏ có gốc Việt Nam cô. Gốc là thế này, cái gì cũng bắt đầu bằng giả thuyết thôi. Cách đây mấy chục ngàn năm, mẹ trong sử Việt Nam ghi là vua Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ, nhưng mà không ở được với nhau thì chia đôi, mẹ Âu Cơ dẫn 50 con lên núi và cha Lạc Long Quân dẫn 50 con xuống biển. Thì mẹ Âu Cơ dẫn con lên núi, núi là thế nào? Hiểu đó là phương Bắc đó cô, tiến lên phương Bắc. Đi đâu? Đến cực Bắc thì là tới Bắc Cực rồi, thì tiến sang phía bên tay trái. Trái thì gặp cái eo biển Bering, chúng ta đã đọc sử Bering lúc bây giờ là chưa có nước mà nó khô cạn. Cho nên mẹ dẫn một đàn con theo cái eo biển Bering xuống và gặp đất Canada và tụ lại ở Canada, rồi sinh sôi này nở, rồi mới phát triển xuống miền Nam. Thưa, thành thử ra tôi thấy ngoài cái vụ mắt, rồi da, rồi y phục, rồi có một cái này nữa, mình lại gọi tổ Hùng Vương đấy gì. Tôi cũng buồn cười thưa quý vị, người cày da đỏ cô biết không, một trong những cái nếp sống của họ tôn kính con gấu, họ quý con gấu lắm. Nghĩa là nếu mà họ thiếu thịt mà phải cần thịt, họ giết con gấu đó, ăn đó. Thì trước khi gấu giết nó, họ sám hối, họ cầu nguyện. Và cô biết tiếng Tàu, tiếng Hán con gấu là gì không? Dạ không ạ. Là Hùng. Hùng là Hùng Vương đấy. Vâng. Cái Tàu đó. Rồi tôi thấy, nhìn cái buồn cười, tôi thấy nhiều tiếng Việt Nam giống tiếng Canada, tiếng người da đỏ. Cô đọc sử thì khi mà người da trắng đầu tiên năm 1535, ông Jacques Cartier, người da trắng đầu tiên vào Canada qua cái ải sông Saint Laurent. Và tất nhiên là ông ấy biết cái miền này tên là gì hết. Thế họ gặp một đoàn người da đỏ mà hai bên không nói chuyện với nhau, không hiểu tiếng của nhau. Thì chắc là ông Jacques Cartier hỏi là tên cái miền này là gì. Thì ông mấy ông da đỏ lại hiểu ý khác bằng, chắc hỏi là nhà canh ở đâu nhá. Anh thì ra họ chỉ vào lều của họ, họ nói Canada. Ông Jacques Cartier thì bảo nó bảo hiểu là đất này là đất Canada. Và ông ấy viết thì tai ông sao không biết, dân da đỏ nói Canada thì ông viết là Canada. Ông ghi vào sử là chúng tôi đến miền đất tên là Canada.
thành cái chữ Canada, nó bởi chữ Canada. Mà theo cái ý nghĩa của tiếng da đỏ, nó không, tiếng Canada không biết là cái nhà ta, cái nhà của chúng ta, đó. Có phải là tiếng Việt Nam không? Dạ đúng, thì chúng ta thấy được có rất là nhiều sự trùng hợp. Với lại một điều nữa là khi mà Thanh Hương lớn lên tại Canada thì chúng ta cũng đi học chung với những người công dân mà gốc mọi, thì họ có những cái tình cảm rất là giống người Việt Nam thưa. Tôi được biết là cô sống ở Yukon, vâng, thật là quý lâu lắm. Tôi chỉ đọc nghiên cứu về người da đỏ mà không có xứng thực với họ. Cô có hạnh phúc, cô sống ở Yukon, việc sống để tiếp xúc với người da đỏ, tức là cô thấy người da đỏ dễ thương. Dạ rất là dễ thương, họ sống rất là hiền hòa. Và hình như là có một cái mối cái duyên tình nào đó hay là cái huyết thống nào đó mình không giải thích được, nhưng mà họ rất là thương mình, quý mình, những người Việt mà tị nạn ở bà trên... Tôi nghe nói họ thấy người da vàng họ thích hơn là người da trắng, phải không? Dạ vâng, họ đối đãi tốt hơn người da trắng đó. Dạ vâng, dạ. Có lẽ chúng ta cùng một biết tên. Có mấy cái chuyện nó cũng buồn cười quá, là chẳng hạn như Canada là vậy, Toronto thì ý nghĩa của chữ Toronto là nơi hội họp, thì cái tổ rồng to, chúng ta vẫn gọi là tổ rồng người Việt Nam mình đó. Vâng vâng. Mà có cái này lạ nữa là ở trên địa dư nơi người da đỏ ở, nhiều con sông mang tên là sông Hồng Hà, Red River. Cô mà chứ Red River không phải chỉ một con sông, mà nhiều con sông, đa số là nơi người da đỏ đều mang Red River. Đó là cái tên Red River này cho người da đỏ đặt. Thì như tôi nghe nói bên Mỹ cũng có mấy con sông tên là Red River, nơi mà những người... Dạ vâng, thì chúng ta nói, khi nói về Canada thì không biết là nhà văn có những cái chuyện nào vui liên quan tới Canada có thể chia sẻ cùng... chuyện cười Canada thì tôi nhiều lắm. Có một cái chuyện mà tôi thích lắm là nó nhân mùa Giáng sinh bao giờ tôi cũng kể, là có cái chuyện cười là thưa quý vị, ông già Noel, Santa Claus, và Canada đặc biệt, tôi không biết bên Mỹ hay các nước khác có, là trẻ con nó vẫn tin là ông già Santa Claus đến phát quà cho chúng nó, và chúng nó viết thơ cho ông già Santa Claus. Mà viết theo địa chỉ nào? Tôi thấy Canada tuyệt vời. Các em cứ việc viết đề Santa Claus và đề là Bắc Cực, thì ông già Santa Claus sẽ nhận được thư các em và phúc đáp. Thành thử thưa quý vị, tôi biết là Canada riêng mùa Noel có cả một hệ thống nhận thư, bất cứ cái thư nào mà đề Santa Claus thì họ nhận hết, và có ủy ban trả lời. Cô không biết cái chuyện nào. Thư thường thường các em bé ở đây mà viết gửi ông già Noel, đa số là chúng nó xin quà, xin về đó, thì bao giờ ông già Noel cũng trả lời đó là và đóng dấu Bắc Cực cả non. Wow. Cô không biết cái chuyện đó. Dạ vâng, chưa không biết đó. Canada tuyệt vời. Anh thì có một cái em bé kia, nó viết cho ông già Noel này: thưa ông già Noel, ba mẹ con chỉ đẻ được có một mình con thôi, không dám đẻ nữa, con một mình con buồn lắm, vậy xin ông già Noel cho con một đứa em. Tất nhiên là tôi nói rồi, ông già Noel đều trả lời thư ấy, thì ông già Noel trả lời như thế này là được, ông sẽ cho con một đứa em, miễn là con gửi mẹ con lên đây với ông. Mẹ con rất Canada. Vâng, vâng. Sang năm thì con sẽ có em. Rất là hay, một câu trả lời rất là hay. Đố quý vị biết người chồng trên thế giới này, người chồng nào sung sướng nhất? Sao mà biết được câu hỏi như vậy? Cái gì chứng minh là người chồng nào sung sướng nhất? Thì ông Canada trả lời bảo: ông Adam. Quý vị chắc đấy, tôi nghĩ là cũng cần phải có cái background của Thiên Chúa Giáo. Quý vị biết là theo lịch sử Công Giáo thì ông Adam là người Việt Nam mình dịch là ông Adam,
là người đầu tiên Chúa dựng nên. Dạ. Vâng. Lý do tại sao ông Adam, rồi ông Adam có vợ mà. Mà cô xin lỗi cô Thanh Hương, cô có biết về Thánh Kinh không? À, dạ không, chắc không rành ạ. Không biết. À, thì theo lịch sử Công giáo thì Chúa dựng nên người để nam đầu tiên. Dạ vâng. Và Chúa thấy ông này một mình buồn quá, thì Chúa cho ông ngủ. Rồi ông Chúa lấy một cái xương sườn của ông Adam, à, rồi tạo ra một người nữ, đặt tên là Eva. Dạ. Và trao cho Adam, đây là bạn đời của con. À, thì đó, ông Adam làm sao sung sướng nhé? Bởi vì ông ấy có vợ, nhưng mà ông ấy không có mẹ vợ. Đó, quý vị đọc Kinh Thánh cái đấy là bởi vì Chúa dựng nên trực tiếp bà Eva, chứ bà Eva không có mẹ. Dạ vâng, vâng. Không có, cho nên ông Adam sung sướng nhất là không có mẹ vợ. À, thưa nhà văn, thì năm nay là năm con ngựa, năm ngọ, thì không biết nhà văn có những chuyện cười gì liên quan tới ngựa để chia sẻ cùng quý vị không? Nhiều lắm cô. Canada. Dạ vâng. Canada. À, là có một vợ chồng trẻ mua nhà mới. À, mà mẹ vợ thì chưa hề đến thăm nhà mới. Anh ta mua nhà mới và thể thao, anh ta thích cưỡi ngựa lắm, cho nên anh ta mua một con ngựa. Bà mẹ vợ đến thăm nhà một mới. Một con ngựa thật. Một con ngựa thật. Thì đến được thăm nhà mới của con mình và con rể. Lại lần đầu tiên bà thấy con ngựa mà bà thích lắm. Bà đến, bà sờ vỗ về lần đầu tiên bà được đến gần một con ngựa. Thì bà đến thăm con và ở mấy ngày. Một hôm bà ra vườn bà thăm con ngựa. Không biết bà ấy đống thấy nó cái gì mà nó đá bà ấy một cái. Ôi người. Và bà ấy chết. Rồi. Ngựa mà đá thì chúng ta biết là ngựa đá là sợ lắm. Bà này tại vì có mình cô con gái thôi, anh chị bà ấy quá ở một mình, cho nên bà ấy bị ngựa đá thế chết. Thì anh con rể là phải làm tang lễ cho bà mẹ vợ. Thì buổi lễ đó đến nhà thờ trọng thể đông người lắm. Và đặc biệt ông cha sở ông làm lễ tang lễ cho bà mẹ vợ anh ta. Rất nhiều con trai, những người sồn sồn đến dự, ngạc nhiên lắm. Anh để ra cuối lễ thì ông vỗ vai ông bảo thôi đừng buồn nữa con. Cha chưa thấy có một cái tang lễ nào mà đông bạn trai của con, người sồn sồn đến dữ như vậy. Con thật có phước. Thì cái anh này nó nói nhỏ với ông bảo cha ơi, không phải nó thương con đâu, nó cố ý lấy lòng con đấy. Cái chi, con nói cái chi mà thưa, nó toàn là những đứa có vợ cả, nó muốn lấy lòng con để nó mướn con ngựa. Ôi giời ơi. Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng, thưa nhà văn, thì những cái chuyện cười như vậy thì chúng ta, nó cũng có cái universal thì chúng ta đều có thể hiểu được. Thì giữa cái văn hóa Việt Nam và những cái chuyện cười trên thế giới thì không biết là nó có những cái điểm nào mà giống nhau hay là chung chung để mà chúng ta có thể đọc mà hiểu để mà cười không thưa nhà văn? Vâng, thì như cô biết đấy, chúng ta cần phải có cái background, cái về hiểu về văn hóa về các thứ thì chúng ta mới hiểu được nhiều chuyện. Chuyện cười mà tôi thấy có cái chuyện này, tôi thì vẫn tự hào là người chuyện văn hóa Việt Nam cao nhất. Thì tôi thấy nghĩ là cái chuyện cười, chuyện cười của cô gái lọ lem đó cô. Cô gái lọ lem ở trong chuyện cổ mình, chuyện cô khoản, chuyện tấm cám chứ, chuyện cô tấm sống cái gì rẻ, có em là cám với này kia đó. Thì cái chuyện nó giống y như chuyện cô gái lọ lem, vâng, Cinderella. Dạ vâng. Thưa nhà văn, thì không biết là tại sao mà khi mà những cái chuyện cười thì phải có chút xíu tục trong đó thì chúng ta mới cười nhiều, là tại sao vậy không? Mà tôi nghĩ là cái tục cái không đó, từ xưa nhà tôi vẫn nghĩ nó ở cái đầu mình đó cô. Chẳng hạn như là cái em bé đó, thưa quý vị, nó được ông bố dẫn đi chơi, nó 5 tuổi, dẫn đi chơi mà ông này không
thấy vui làm sao. Dẫn đi qua khu đèn hầm. Thưa quý vị, đèn hầm là quý vị biết là khu gì rồi. Thấy mấy cô chạy ra kéo ông bố. Thì đứa bé nó thắc mắc, nó hỏi các cô ấy kéo bố để bán cho bố cái gì vậy? Khó giải thích chứ mà nói làm sao được với con cái chuyện đó. Còn bé quá. Thì nó bảo các cô muốn bán hạnh phúc cho bố đấy mà con. Mà thôi, cái chuyện nó lớn thì con sẽ hiểu nha. Và ông ấy cháu nó cố gắng đến lạc đề và dẫn con đi vượt khu đèn đỏ. Chính vì cái vụ ông bố không trả lời dứt khoát cho con, nó gây thắc mắc. Thì nó bảo sao này bố không nói mua hạnh phúc và mua cái gì. Ngày hôm sau bố nó đi làm, nó ở nhà, nó biết đường, nó đi đến cái khu đó. Nó thấy mấy cô, nó bảo chị ơi chị bán cho em hạnh phúc. Thì mấy cô điếm đó, cô thấy thằng bé 5 tuổi dễ thương quá. Ừ vào đây chị bán cho. Và quý vị biết, cô ấy mở tủ lạnh, lấy cho nó hộp kem, nó ăn. Ui giời, trẻ con mà được ăn kem mày thích lắm. Nó gật gù, à đây là hạnh phúc, đây là hạnh phúc. Nó ăn hết hộp kem mà nó cám cô ấy. Nó đi một chút ấy, lại gặp một cô nữa đứng cửa. Nó bảo chị ấy chị bán cho em hạnh phúc. Cô ấy cũng thấy thằng bé dễ thương quá, cũng kéo vào và cũng cho ăn kem. Nó ăn hết một hộp kem. Cảm ơn cô ấy. Thấy là đúng, hạnh phúc ngon thật. Nó cũng chưa no hẳn, đến cô thứ ba nó cũng cho nó ăn kem như vậy. Thì nó ăn không hết hộp kem. Rồi nó cảm ơn và nó về. Về nhà tối hôm đó nó xưng tội với bố. Nó bảo bố ơi, hôm nay bố đi làm, con đi xuống cái khu hôm qua bố dắt con đi mua hạnh phúc. Mà cô ấy bán hạnh phúc cho con sung sướng lắm. Đến cô thứ ba thì khóa sức của con. Dù lẻ lưỡi ra, liếm con cũng không có sức mà lẻ lưỡi ra. Đấy, cô thấy chuyện hiểu theo ông đi đó, trẻ con rất trong sạch, không có gì cả. Nhưng mà cái đầu óc của chúng ta, tôi nói cái tục thì không, là nó ở cái đầu của chúng ta. Dạ vâng. Và với lại một điểm nữa mà Thanh Hương thấy là như là nhà văn không có đề cập tới những chuyện cười về Việt Cộng thì phải, không biết. Vâng. Có, tôi có nghĩ chuyện này cô. Có cái thời 75 đó cô, thì mấy ông cán bộ ngoài Bắc vào trong Nam, nhưng mà đa số các ông cán bộ là thất học. Thành thử đặc biệt chuyên môn nói chữ L với chữ N nó lẫn với nhau. Trời lắng. Đấy, đấy. Yeah. Hay là cái ông, mấy ông cải tạo về, bảo ông quản giáo, ông ấy thay đổi ông quản giáo. Ông quản giáo bảo là các anh phải nhớ rõ tên tôi là Ninh, Ninh N cao nhé. Thành thử ra tên tôi là Ninh N cao. Đó. Đặc biệt có chắc Việt Công nó cũng thấy là để cán bộ ngoài Bắc vào mà nói quê này quê với miền Nam quá, thôi chi bằng là như ông cán bộ ít học như vậy phải đi luyện học lại để cải thiện cái vấn đề này. Anh chỉ là có những lớp riêng cho mấy ông cán bộ Bắc Kỳ mà không nói được chữ L thì đi học. Thì có một lớp chuyên môn dạy thế này. Hôm đó cô giáo người Nam dạy các ông cán bộ, thì dạy được một tuần thì thấy đã phân biệt được chữ L với chữ N. Thì cô giáo nâng tinh thần các ông học viên, tôi thấy quý vị tiến bộ lắm rồi, ban đầu không nói được chữ L, bây giờ nói được chữ N vậy là giỏi lắm. Thế thì ông trưởng lớp ông giơ tay bảo cảm ơn cô đã khen chúng tôi, nhưng mà nâu nâu chúng tôi vẫn nắn ý.
Dạ vâng, xin cảm ơn nhà văn rất nhiều đã dành thời gian để chia sẻ với Thanh Hương và quý vị những câu chuyện cười rất là vui. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và nếu mà quý vị nào mà muốn mua sách của nhà văn Trà Lũ thì có thể theo cái địa chỉ trên màn hình để mà liên lạc với nhà văn để mà biết thêm chi tiết. Dạ, cảm ơn nhà văn Trà Lũ. Cảm ơn cô Thanh Hương. Xin kính chào.